tranh, Tràng Quỳnh, truyện ngắn màu chọn lọc, tập 111. Làng Tự Tử, bảo vệ tiền, Quỳnh làm thầy đề. Hai đứa đi chơi, đừng có gây sự, phá phách, kéo ta lại mang tiếng bao che cho con cháu nữa đấy. Bẩm vàng, trong thành mình vừa xảy ra nạn dịch cực kỳ nguy hiểm. Dịch hạch, dịch tả hay dịch? Dạ, dịch tự tử ạ. Dịch gì lạ vậy? Tự dưng ai cũng đòi tự tử, thua bạc đòi tự tử, thất tình cũng tự tử, làm ăn thua lỗ cũng tự tử, chung quy hễ bất chí thì đòi tự tử ngay. Chà chà, cái vụ này khó à. Tự tử là quyền của họ, ta ngăn sao được? Mà nếu ta không ngăn được thì cả thành phải chịu cảnh tàn tóc, dù không có chiến tranh. Bữa này tao thích vật tay, đứa nào lên trước? Tao. Lại là mày thằng cu cái. Mày gạt tao, báo hại tao phải ăn rau muống luộc. Hôm nay tao phải báo thù, tao sẽ vặt cho mày gãy lọi tay để mày không còn đánh chưởng xạo nữa. Tao sẽ vặt tay cho mày xịt máu mũi chơi. Vặt tay mà xịt máu mũi à? Lại xạo nữa. Nếu mày xịt máu mũi, từ nay mày không được ép tụi nó đánh nhau nữa. Đồng ý không? Đồng ý. Ừ. Vô, vô. Mày sắp thua rồi, cô cái ơi. Cốt. Ha. Ha ha, thằng cu được xịt máu mũi rồi. Mày chơi xỏ lá, chết này. Quỳnh không được đánh nhau. Mày cho mày đấy, nếu không có chú lính gọi tao về thì hôm nay mày mặc mình với tao. Dốc. Sao mày thích gây sự với thằng cu được vậy? Phải làm cho nó chừa thói ăn hiếp kẻ yếu. Ta mới nghe tướng quân dặn mày đi chơi không được gây sự, thế mà mày lại đánh nhau. Đi lẹ lên. Còn có cách nào để diệt cái dịch tự tử không? Ta chưa hề gặp chuyện này, không biết phải làm sao. Hi hi, dân của thầy toàn là người gan dạ, không ai sợ chết cả. Thầy cho lính bắt vài người đòi tự tử đến đây, con sẽ làm cho họ yêu đời lại ngay. Tôi không muốn sống nữa, để tôi chết cho rồi. Ông chết, tôi không có tiền làm đám giỗ, ông sẽ thành ma đói à. Lên quan. Tội gì? Tội giết người. Tôi giết ai? Ông giết ông. Bẩm, bắt được ông này ạ. Vì sao ông đòi chết? Dạ, chán đời quá, làm mãi mà cũng không giàu được, sống chi cho khổ. Được, muốn chết thì ta giúp cho chết. Tặng ông ta thứ cần thiết đi. Hả? Khi chết thì phải cần cái này, le vào đi. Vào. Đóng nắp, cạch cạch. Sao túi thui vậy, ngộp quá, cho tôi ra. Mang đi chôn. Cho tôi ra đi. Tôi chưa muốn chết, cho tôi ra. Bịch. Lấp đất lại. Đừng có chôn tôi. Hu hu. Cho tôi ra. Rầm rầm. Chết là thế này hả? Nằm một mình trong cái hộp tối thui thế này à? Ghê quá. Mấy chú đào lên đi. Còn muốn chết nữa không? Không không, cho tôi ra, mau. Phù. Kinh quá, ghê quá. Tưởng chết sướng lắm hay sao mà đòi? Có biết đâu. Về đi, khi nào muốn chết thì cứ lên gặp quan, quan sẽ tặng cho cả cái hộp này. Thôi, nằm trong đó, ghê lắm. Giờ mới biết cuộc sống quý thế nào. Sợ thật đấy, ông mà nằm trong cái hộp gỗ chôn xuống đất, tối thui, cứ như ở dưới âm phủ, sợ kinh hồn luôn. Thôi, đừng có dài mà đòi chết nữa, sống dù khổ dù nghèo, dù thế nào đi nữa, thì cũng vẫn hơn chết. Chui vào cái hộp gỗ ấy mới nhận ra điều đó. Loa loa, ai muốn chết, hãy tới huyện, lãnh hàng. Em trời, chẳng còn ai đòi tự tử nữa.
con hay thật đấy, làm sao con nghĩ ra được mẹo ấy vậy? Dạ có gì đâu ạ, người ta chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ, mình cứ cho họ thấy quan tài thì đổ lệ ngay. Ai cũng vậy, trước cái chết mới biết quý sự sống. Ráng ăn cho mồi lớn để thêm làm quân sư cho ta. Ai cho phép con đi tìm Kỳ Nam vậy? Con bị bắt cóc mà, không tin mà hỏi thằng Quỳnh đi. Tao không ngờ pho tượng tí xíu ấy mà bán được cả tới 100 đồng. Nó là báu vật từ đời vua Càn Long, người Tàu quý nó lắm. Tìm vải nào đẹp mua cho vợ tao đi. Chớ chớ, sao vậy, từ hồi nào tới giờ tao mới có dịp mua quà cho vợ tao mà. Đây là một cảng buồn lớn, chắc chắn có lắm kẻ xấu, mình về thuyền ngay đi. Lúc nãy ở tiệm buôn đồ cổ ra, còn thấy có mấy người đi theo mình, họ biết mình có tiền, mình mà đi lòng vòng thì khó mà giữ được túi tiền lắm. Chết, họ chặn đường, lùi lại. Hả, đầu kia cũng có kẻ chặn đường. Vậy là tiêu mất 100 đồng rồi, chắc tiệm mày cẩu đồ trảm tao quá. Tiệm cầm đồ, cho vay tiền, tốt, vào đây gửi tiền. Họ có quen mình đâu mà gửi, tao không gửi tiền cho người lạ đâu. Coi chừng chúng đấy, còn gì nữa đâu mà phải coi chừng. Đứng lại, đưa cái túi đây. Cần vay bao nhiêu? 1 đồng ạ. Mỗi ngày đóng tiền lời 1 hào chịu không? Dạ chịu ạ. Có gì để thế chấp không? Dạ có đây. Ủa, mấy nị có nhiều tiền thế này sao lại còn vay của Ngộ 1 đồng? Tiền này là tiền gia truyền do ông nội của chú tôi để lại, không thể xài được. Tiền mà không xài thì để làm gì? Để ngắm cho đã mắt. Xin lỗi, ông hơi tò mò đấy, ông có cho vay hay không vậy? Cho chứ. Làm giấy tờ cho vay có thế chấp đi. Rồi đây, chiều mai tới đóng tiền lời đấy. Con cần cái túi để đựng đồ, ông cất tiền cho con mượn lại cái túi. Nhà ông có rác không, cho con xin một tí. Mày làm tao chóng mặt quá, vay có 1 đồng mà khó hiểu quá. Rác nè. Chú cứ vào đi. Chuyện gì vậy? Ông chú của cháu muốn vay tiền nhưng xấu hổ. Hay à, ai lại không có lúc kẹt tiền, có gì mà xấu hổ. Chạy đi chú. Còn gì đâu mà phải chạy, bữa nay chú biết móc họng con. Đưa cái túi đây. Có gì trong này đâu mà các chú lấy, cháu đang đi tìm chỗ vứt rác mà. Vứt rác mà thấy tụi tao lại bỏ chạy, xạo. Ờ, rác thật. Cốt, bữa sau đi vứt rác, rủi gặp cướp thì đừng có chạy. Có 1 đồng mới vay đây, chú đi mua quà cho thím đi. Góp ý cho tao, mua gì cho người đẹp đây? Mua 1 điếu cày để hút thuốc lào. Thằng khỉ. Cho con chuộc lại túi tiền. Vay 1 đồng lời 1 hào, cả thảy 1 đồng 1 hào, đưa tiền đây. Ông lấy trong số tiền ông giữ của con đi, con không còn đồng nào. Đây, tiền của mày đây, còn lại 98 đồng 9 hào đấy, đếm lại đi. Đủ rồi, cảm ơn ông. Tưởng nó cầm túi tiền lâu ngày, mình có lời nhiều, ai dè nó chỉ cầm qua đêm. Ờ, thằng nhỏ lấu cá. Nhỏ, đứng lại cho Ngộ hỏi. Ngộ ấm ức lắm, chịu không được. Có phải mày bỏ ra 1 hào để thuê Ngộ giữ túi tiền của mày không? Giờ ông mới hiểu ra điều ấy à? Trời ơi, tức ơi là tức. Mình giàu có thế này mà phải giữ tiền giùm cho nó để lấy 1 hào. Giờ tao cũng mới hiểu. Tao thắc mắc cả đêm mà không dám hỏi. Sao mình có 100 đồng mà lại đi vay 1 đồng? Ôm túi tiền đi lòng vòng thế nào cũng bị cướp. Chỉ có cách gửi cho ông Tàu giữ giùm. Mình đâu có quen ổng nên phải vay 1 đồng, đưa túi tiền làm vật thế chấp để ông giữ.
mình trả tiền lợi một hào, xem như tiền công thuê ổng giữ. Một hào bằng 1/10 đồng. Nhỏ đứng lại. Gì nữa đây? Đứng lại cho Ngộ vái mày mấy cái. Ngộ buôn bán lâu năm, láo cá lắm mới giàu có. Không ngờ gặp mày siêu láo cá, tao phải vái mày mấy cái mới hả dạ. An toàn rồi, vợ chú sẽ khen thưởng chú vì đã bảo vệ được số tiền. Con làm thầy đệ ở trên huyện, quan huyện bắt con làm, không từ chối được, công việc bận bịu lắm. Bữa nay mới rảnh nên về nói cho mợ biết. Mợ giao việc rửa chén lau nhà chẻ củi của con cho con nhỏ mắm đi. Tức ghê, tốn tiền mà bị quê. Gã lù chẳng tốn tiền mà lại được khen. Tại gã lù nhờ có thằng Quýnh làm tham mưu, giờ nó lại được làm thầy đệ nữa. Để tôi nghĩ cách làm nhục nó cho hả dạ. Bẩm có người đi kiện xin quan xử. Gọi thầy đề xử đi, ta mất ngủ. Gọi quan xử, ta chưa thức dậy. Nè, ta là quan hay mày là quan? Quan lỡ thức dậy rồi thì quan xử đi, cho con ngủ thêm chút mà. Khỉ. Bẩm, nó khinh rẻ con nghèo, không chịu bán thịt heo cho con. Nó mua thịt kiểu kỳ cục. Nó mua nửa con heo mà đòi có cái đùi và cả cái đầu, làm sao còn bán? Chặt con heo làm hai khúc, nếu lấy phần sau thì chỉ có hai cái đùi, còn lấy phần đầu thì không có cái đùi. Làm sao mà nửa con lại có cả đầu và đùi? Vợ con dặn mua như thế, con mua không đúng, vợ con lại la, quan xử sao cho con khỏi bị vợ la đi. Quỳnh, dạy sự kiện, ta xử không được. Dễ ạc, xẻ con heo theo chiều dọc là được thôi. Ờ ha, xẻ dọc con heo, mỗi bên đều có một cái chân trước và một cái chân sau, một nửa cái đầu. Vậy là nửa con mà có đủ chân và đầu. Ha, khó bị vợ la rồi, cảm ơn thầy đề. Mày giỏi lắm, thưởng cho cục kẹo nè. Hoàng ăn hết nửa cục, còn nửa cục thì cho con. Hoàng Thảo ăn ghê. Chúng tôi mở một bữa tiệc họp mặt các ông lý trưởng để làm thơ, mời quan đến dự ạ. Quỳnh đi với ta. Bẩm, chúng tôi không thèm mời con nít, xin quan thông cảm ạ. Hà, nó tức cành hồng, giận đỏ mặt mà không làm gì được. Hà, hạ nhục nó được rồi. Cày muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Quỳnh không chọc các ông mà các ông chọc Quỳnh. Giảm phút rào Quỳnh hả? Xin quan ra lệnh cho các ông lý trưởng viết tờ trình về tình hình dân làng đi ạ. Ờ, đúng đó, ta chưa nắm rõ tình hình dân chúng, viết lệnh cho ta ký. Chết thiệt, lấy chữ ở đâu ra mà viết tờ trình? Viết đại đi, quan cũng không giỏi chữ hơn mình đâu. Ừ, đúng đó, viết đại đi, cho tụi tôi cốt với. Bẩm quan, chữ nghĩa của mấy ông lý trưởng tệ quá. Ta biết làm sao hơn, họ học ít thì chữ nghĩa phải ít thôi. Quan cho họ đi học bổ túc đi. Ai dạy? Con dạy ạ. Ừ, viết lên cho ta ký. Hít, già chừng này con cháu đầy đàn mà phải đi học. Hả, thằng Quýnh dạy? Theo đúng lễ nghĩa, người học phải gọi người dạy là thầy. Chào thầy đi. Tụi tao chào thầy ạ. Không được mang thuốc lào vào lớp. Không có thuốc, học không được đâu. Học không được thì ăn đòn. Mày hết chuyện chơi rồi hay sao mà bắt tao đi học? Không nói nhiều, gọi vào chỗ. Mày còn nợ tao 2 đồng, trả lại đây. Trước tiên các trò tập viết chữ. Chữ của các trò như con vuông, nhìn phát hoa cả mắt. Viết chữ như gà bới. Ngồi thẳng lưng lên. Thèm thuốc lào quá. Wow. Làm ồn ào trong lớp. Mày mà đánh tao, tao đòi nợ à. Trò lưu nói chuyện trong lớp. Quỳ xuống. Trả tao 2 đồng.
thầy nợ dai như đĩa. Tại mình làm nhục nó, giờ nó làm nhục lại. Chống nó là chống quạt, làm sao bây giờ? Cam chịu với số phận thôi. Không cam chịu, nó bắt mình đi học mãi thế này thì còn thì giờ đâu để đánh bài. Mướn người thủ tiêu nó. Đúng, không có quỷ thì không phải đi học, thủ tiêu nó. Cho mày tiền, mày tìm cách thủ tiêu thằng thầy đè cho tao. Thủ tiêu là sao? Là làm cho nó biến mất. Tôi đâu có phép mà làm nó biến mất. Ngốc như mày nghèo cả đời. Làm nó biến mất là làm cho nó nghèo một cách bí mật. Không mày biết, rõ chưa? Hơi rõ rõ. Có một ông Tây say rượu đang quậy ngoài chợ kia. Mày biết nói tiếng Tây, tới giải quyết đi. Tiếng Tây của mình đâu có đủ để chửi lộn. Ủa, chú này bị sao vậy? Chú ơi, về nhà ngủ đi, ngủ ngoài đường coi chừng bị xe bò cán. Xỉu rồi, cái áo 3 tháng chưa giặt của tôi mạnh hơn thuốc mê. Vác thầy về nhà giấu, đợi tới tối tôi cho thầy xuống sông, không ai biết. Nằm đây đi. Mình ơi, thằng cu út nóng quá nè. Nó bị trúng gió rồi, đóng hết cửa lại đi. Nó nóng dữ hơn nữa nè. Mở cửa ra cho có gió vào, hạ sốt cho nó đi. Đã nóng mà còn đóng cửa. Thầy đề biết cách hạ sốt không? Biết. Ra hạ sốt cho con tôi đi. Lấy nước ấm và một cái khăn cho ta. Mày là ai mà xưng ta với tao? Ta là thầy đề. Cởi hết áo quần nó ra. Thầy đề gì mà nhỏ hơn con tôi? Đắp nước ấm lên trán, nách và bèn hán cho nó. Ôi, nó bớt nóng rồi nè, thầy đề hay ghê. Đưa nó tới thầy thuốc đi, ta không biết lý do gì làm nó nóng, phải nhờ thầy thuốc thôi. Không có tiền. Tiền nè, đưa nó đi đi. Thầy đề không giận vụ tôi bắt cóc thầy đề hả? Không, đại trượng phu không biết giận, chỉ biết đổ quạo thôi. Ta ra chợ bắt thằng Tây quậy đây. Thầy đề đừng đi, không có thằng Tây nào quậy đâu. Thiệt ra đó là kế tôi dụ thầy đề ra khỏi huyện đường để bắt cóc. Bắt cóc ta làm chi? Người ta thuê tôi thủ tiêu thầy đề đó. À, vậy tiền người ta thuê đâu? Nhậu hết rồi. Ai thuê ông thủ tiêu ta? Dạ ông Lý Mại ạ, thầy đề tha lỗi cho tôi. Được rồi, xem như không có gì xảy ra. Mấy ông Lý này ác thiệt, chỉ vì phải đi học mà đỡ giết mình. May là mình cao số, chưa tới số chết. Cho mấy ông một trận chơi. Con xin nghỉ việc, mấy ông Lý trưởng âm mưu hại con sợ quá. Mày giỏi, ta khoái lắm, không được nghỉ. Vậy thì quan phải xử cho mấy ông sợ. Ừ, ta xử thế nào? Quan làm thế này giùm con. Tự dưng thầy đề biến mất. Tối hôm qua nó hiện hồn về, nói với ta là các ông đã giết nó, ném xác nó xuống giếng, đúng không? Đâu có. Chói hả? Ta có cách để các ông hết chói. Các ông leo xuống giếng vớt xác nó lên, để ta làm lễ cầu hồn nó về. Nó sẽ chỉ rõ ông nào làm hại nó. Thi hành đi. Ít có thiệt là thằng Quỳnh chết dưới đó không? Tôi sợ quá. Kéo tôi lên. Biểu kéo tôi lên chứ sao lại nhảy xuống? Té xuống chứ nhảy xuống hồi nào? Cả đám rớt hết xuống dưới này rồi thì ai kéo mình lên? Có cái gì mềm mềm ở dưới nước? Chắc là xác thần Quỳnh. Hoàng ơi, cứu tụi tôi với, sợ quá. Nhận tội rồi, ta kéo lên. Tôi thuê một thằng côn đồ giết thầy đề rồi ném xác xuống sông. Ai dè nó ném xuống giếng. Kéo mấy ổng lên. Ông Mại thuê người giết thầy đề, sẽ xử ông sau. Mấy ông còn lại là tòng phạm, phạt mỗi ông 10 hèo, thi hành án. Ui da. Mấy ông về đi,
sáng mai xử tội ông Mại. Tuyên án ông Mại giết thầy đệ, ta tuyên án ông bị chém đầu. Bịt mắt ổng lại. Hùa, chém. Bịch, cái đầu tôi rớt, nghe cái bịch phải không? Ủa, cái đầu còn đây mà. Ha ha, trái dừa rớt nghe cái bịch chứ không phải đầu ông rớt. Ha ha. Trời đánh mày, mày làm tao ướt quần rồi nè. Bẩm quan, tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi. Thà đó, chớ bao giờ tìm cách hại thầy đệ nữa à? Dạ. Viết giùm ta tờ sớ xin từ quan. Sao vậy ạ? À? Đang làm quan khỏe ra mà lại xin từ quan là sao? Ta chợt thấy ra một điều, ta học không tới đâu nên không đủ trình độ để làm quan. Ta làm quan mấy ngày, mọi việc đều do mày xử lý hết, ta không làm được chuyện gì. Ngay cả vụ xử chia con heo, ta cũng không xử được. Rồi mấy ông Lý khinh thường ta, dám lập mưu giết thầy đệ của ta. Ta mà còn làm quan, có ngày họ sẽ lập mưu giết ta luôn. Ta không có trình độ nên họ không phục. Thôi thì ta về rừng săn bắn cho rồi. Bái phục, bái phục. Ta tự quan mà bái phục là sao? Quan học ít mà lòng tự trọng cao, biết mình không đủ sức đảm nhiệm công việc thì từ chức, không để người khác xem thường, còn bái phục điều đó. Quan về rừng thì con cũng về bán bún thịt nướng, làm thầy đệ chán quá. À, về rửa chén hả? Mừng quá. Đợi chút, tôi mang hết chén bát chưa rửa ra cho ông rửa luôn. Mấy ngày này không có người rửa chén. Rửa chén xong rồi ra đây cho tao hỏi tội. Dạy tao học mà dám bắt tao quỳ.